Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 29 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát động phong trào xây dựng đê kiểu mẫu. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra tiến độ thi công một số công trình tại huyện Phù Cử. Xã Hồng Vân, huyện Ân Thi nhiều hộ trồng cải cúc lấy hạt cho thu khá. Những lưu ý phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa. Hội thảo doanh nghiệp Hưng Yên vì quyền lợi người tiêu dùng. Tiên nữ tích cực chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Khai mạc Hội khỏe phổ đồng tỉnh lần thứ 9 năm 2016. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trạm bơm Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lễ phát động phong trào xây dựng đê kiểu mẫu. Dự lễ phát động có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo 19 sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh thành phố có đê từ cấp 3 đến cấp đặc biệt. Nội dung của phong trào là thực hiện tốt các quy định của luật đê điều và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác quản lý đê điều, thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ công trình đê điều theo chức năng nhiệm vụ được giao. Phong trào thi đua được thực hiện trong 5 năm từ 2016 đến 2020. Tại tỉnh ta, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh đã thực hiện chỉnh trang 2 km đê tại thành phố Hưng Yên và huyện Kim Động, đảm bảo xanh sạch đẹp, hoàn thiện trang bị cho điếm canh đê, các bảng biểu vật tư trang thiết bị theo đúng tiêu chí đê kiểu mẫu. Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định việc phát động phong trào thi đua xây dựng đê kiểu mẫu có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả và nhân văn. Tỉnh Hưng Yên cam kết sẽ tăng cường chỉ đạo các cấp các ngành và nhân dân trong tỉnh tiếp tục xây dựng, đầu tư, cải tạo, nâng cấp và bảo vệ đê điều, phòng chống thiên tai, phát huy tốt những tiềm năng lợi thế mà sông Hồng và sông Luộc để phát triển kinh tế xã hội của địa phương, thường xuyên tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân, nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ đê điều, thực hiện nghiêm và đầy đủ các nội dung của phong trào xây dựng đê kiểu mẫu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phát động. Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 19 tỉnh thành phố đã ký giao ước thi đua xây dựng đê kiểu mẫu. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc cho công tác quản lý bảo vệ đê điều. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp và làm việc với ông Jesse Boni, Tổng Giám đốc Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam. Ông Jesse Boni, Tổng Giám đốc Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam đã gửi lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dành thời gian và tạo điều kiện hỗ trợ tốt nhất để trường triển khai xây dựng dự án, đồng thời bày tỏ niềm vui mừng khi được lựa chọn khu đô thị Eco Park đóng trên địa bàn huyện Văn Giang là địa điểm đầu tư. Ông Jesse Boni cam kết dự án sẽ hoàn thành đúng tiến độ và đi vào hoạt động vào cuối năm 2017. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giới thiệu mảnh đất văn hóa, truyền thống hiếu học của quê hương Hưng Yên. Chủ tịch UBND tỉnh mong rằng Trường Đại học Anh Quốc sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sớm hoàn thành và đi vào hoạt động để con em Hưng Yên được học tập trong ngôi trường đạt chuẩn quốc tế, góp phần đóng góp vào sự phát triển chung của Việt Nam. Qua ông Jesse Boni sẽ là cầu nối để có thêm nhiều bạn bè đầu tư vào địa bàn tỉnh Hưng Yên. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thi công dự án đường 386 và cầu Minh Tân trên địa bàn huyện Phù Cử. Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến đường 386 và kè gia cố ta luy đoạn từ thị trấn Trần Cao đến Phả La Tiến được thực hiện từ tháng 9 năm 2015, có chiều dài 10 km qua 7 xã và thị trấn của huyện Phù Cử. Đến nay đã thi công đạt 35% tiến độ, trong đó thi công được kè trọng lực xây đá hộc đạt 80%, lát vỉa hè 50%, v.v. Tuy vậy, ở một số địa phương hiện nay, tiến độ giải phóng mặt bằng chậm như ở xã Tiên Tiến, Tam Đa, Nguyên Hòa do hiện trạng đất không khớp với bản đồ, chưa kiểm kê tài sản trên đất bị thu hồi để có phương án bồi thường. Đơn vị thi công khẳng định nếu được bàn giao mặt bằng sớm sẽ tập trung thi công và hoàn thành sớm trước 6 tháng so với ký kết. Tuy vậy, ở một số điểm kè trên đường 386 xuất hiện tình trạng người dân tự ý hút bùn đất lên vườn, gây khó khăn cho thi công cũng như ảnh hưởng đến chất lượng công trình kè.
Dự án cầu Minh Tân được triển khai từ năm 2011, hiện nay mới có 25 hộ đã bàn giao mặt bằng. Nhiều hộ không đủ điều kiện tái định cư đã tự nguyện tháo dỡ, di chuyển tài sản và thu hoạch cây cối hoa màu. Còn lại 6 hộ chưa nhận tiền bồi thường hỗ trợ do chưa được bố trí nơi tái định cư theo quy định, dẫn đến tiến độ thi công chậm so với kế hoạch. Sau khi kiểm tra thực tế tại các điểm trên toàn tuyến đường 386 và cầu Minh Tân, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định đây là dự án quan trọng khi hoàn thành góp phần phát triển kinh tế xã hội của huyện Phù Cừ và là điều kiện để trong tương lai thành đường cao tốc nối đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với đường vành đai 5 sang Thái Bình. Vì vậy, lãnh đạo huyện Phù Cừ phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo để công trình sớm hoàn thành cho nhân dân hưởng thụ. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu lãnh đạo huyện phải giao cho một phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện trực tiếp chuyên trách tham gia công tác giải phóng mặt bằng. Hàng tuần, hàng tháng phải kiểm tra tiến độ, xử lý tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để sớm bàn giao mặt bằng. Thường xuyên đối thoại giữa lãnh đạo huyện, các xã chưa bàn giao mặt bằng và nhà thầu để cùng xử lý các vấn đề phát sinh. Trong công tác giải phóng mặt bằng, cần vận dụng linh hoạt, mềm mỏng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đến các hộ có đất nằm trong dự án. Mặt bằng cầu Minh Tân phải bàn giao xong trước ngày 15 tháng 4 năm 2016. Nhà thầu phải ứng vốn để thi công và tập trung nhân lực lao động khu vực phía Nam cầu và khu vực phía Bắc đã giải phóng mặt bằng. Đối với các đơn vị thi công phải huy động nhân lực phương tiện đẩy nhanh tiến độ thi công ở những khu vực đã bàn giao mặt bằng. Đơn vị thi công, huyện Phù Cừ và Sở Giao thông Vận tải phải thi công giám sát công trình, bảo đảm theo thiết kế chất lượng kỹ thuật mỹ thuật. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng cũng phê bình huyện Phù Cừ đã để một số cá nhân tự ý dùng máy hút bùn đất trên sông Sậy La Tiến, đoạn khu vực đang thi công, ảnh hưởng đến công trình kè và gây biến dạng lòng sông, sạt lở chân đường. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân huyện Văn Giang, Yên Mỹ khóa 18 đã tổ chức kỳ họp nhằm tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016. Dự kỳ họp Hội đồng Nhân dân huyện Văn Giang có Đại tá Đỗ Đình Hào, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Nhiệm kỳ qua, Hội đồng Nhân dân huyện Văn Giang đã ban hành 97 nghị quyết gồm 42 nghị quyết về phê chuẩn chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân các xã thị trấn, 22 nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử và miễn nhiệm các chức danh của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện, còn lại là các nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, xây dựng cơ bản, quy hoạch sử dụng đất, lấy phiếu tín nhiệm, thu chi ngân sách, thực hiện tốt công tác giám sát, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri với 68 cuộc giám sát được tổ chức tập trung vào các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, xử lý đất dôi dư, xen kẹp, công tác vệ sinh môi trường. Tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng Nhân dân huyện Yên Mỹ khóa 18 tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016, đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 14,75%, thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 44,8 triệu đồng, quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hoạt động thẩm tra giám sát việc chấp hành pháp luật, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện có trọng tâm và sát thực, kịp thời phát hiện những hạn chế vướng mắc tại các địa phương. Tuy nhiên, nhiệm kỳ qua còn tồn tại một số hạn chế như hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp có việc hiệu quả chưa thiết thực, chưa đáp ứng kỳ vọng của cử tri. Tại một số địa phương, công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo vẫn còn tình trạng đùn đẩy, né tránh, chậm giải quyết. Kỳ họp đã thảo luận đưa ra những kiến nghị để Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021 hoạt động có chất lượng và hiệu quả hơn. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, tại xã Hồng Vân, huyện Ân Thi vào đầu tháng 1 dương lịch, hầu hết các hộ dân sau khi thu hoạch hết rau cải cúc thường để lại cây già ra hoa. Ngoài để lấy hạt làm giống, nhiều người dân cũng tận dụng hạt hoa cải để thu thêm vụ ngoài. Hồng Vân là một trong những xã trồng rau màu lớn của huyện Ân Thi với diện tích khoảng 30 ha, tập trung chủ yếu ở thôn Đan Tràng 1, Đan Tràng 2 và thôn 3. Một trong những loại rau màu được người dân trồng vào vụ đông là rau cải cúc với diện tích khoảng 10 ha. Sau khi rau cải cúc được thu hoạch hết, người dân nơi đây thường để cây mọc cho đến khi ra hoa. Sau khoảng 2 tháng hoa bắt đầu rụng cánh, khô và thâm đen thì sẽ được hái về phơi từ 2 đến 3 nắng, sau đó đập ra lấy hạt. Bên cạnh việc để lại hạt làm giống cho vụ sau thì hạt hoa cải cúc cũng mang lại nguồn thu không nhỏ cho người dân nơi đây. Trung bình mỗi sào có thể thu từ 60 đến 80 kg hạt. Hiện hạt hoa cải cúc được bán cho thương lái với giá từ 50 đến 70.000 đồng một kg. Mỗi hộ có thể thu thêm từ 3 đến 4 triệu đồng một sào.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, tình hình gian lận thương mại ngày một gia tăng và diễn biến phức tạp. Hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng xuất hiện ngày càng nhiều, gây bức xúc trong dư luận và xã hội. Trước thực trạng trên, ngày 10 tháng 7 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 1035 lấy ngày 15 tháng 3 hàng năm là ngày quyền của người tiêu dùng. Hưởng ứng chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, sáng nay Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã phối hợp với Sở Công Thương tổ chức hội thảo với chủ đề Doanh nghiệp Hưng Yên cam kết vì quyền lợi người tiêu dùng. Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các phát biểu đề dẫn và các ý kiến tham luận tại hội thảo đều thống nhất khẳng định, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm chung của nhà nước và toàn xã hội. Để quyền của người tiêu dùng thực sự được đảm bảo và đi vào cuộc sống, các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp, người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục vào cuộc tích cực hơn với những hành động cụ thể. Công ty chúng tôi là công ty cổ phần Kiên Hà. Sự hình thành của chúng tôi là cách đây là khoảng 18 năm. Đấy. Trong những cái năm đầu tiên của chúng tôi sản xuất, thì chúng tôi sản xuất chăn nuôi, thì chúng tôi luôn luôn chú trọng đến chất lượng đấy, sản phẩm để tạo ra cho cái người tiêu dùng có một cái sản phẩm sạch. Còn các cái chất cấm Bộ Nông nghiệp cũng như pháp lệnh thú y mà đã cấm thì chúng tôi không bao giờ sử dụng. Để bảo vệ người tiêu dùng, trách nhiệm của chúng tôi rất là lớn. Chúng tôi luôn luôn phải làm sao để đưa ra sản phẩm thật tốt cho người tiêu dùng và có lợi cho sức khỏe cho người tiêu dùng, không được phép đưa ra những sản phẩm mà có hại hoặc có hại cho sức khỏe hoặc có hại cho da của người tiêu dùng. Cũng tại hội thảo, các ý kiến đều bày tỏ quan điểm để đảm bảo quyền của người tiêu dùng, các sở ngành và các đoàn thể cần chủ động phối hợp quản lý, giám sát việc tuân thủ pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức cá nhân kinh doanh chủ động tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng. Các tổ chức cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh cần đẩy mạnh ứng dụng phát triển công nghệ tiên tiến để sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ an toàn, đảm bảo chất lượng, nâng cao văn hóa kinh doanh, tôn trọng quyền lợi và lắng nghe ý kiến của người tiêu dùng và phải đặt quyền lợi của người tiêu dùng lên trên hết. Siêu thị điện máy Lâm Duy chúng tôi đã có trên 10 năm hoạt động phục vụ khách hàng trong lĩnh vực điện tử, điện lạnh và điện gia dụng. Siêu thị chúng tôi với phương châm đúng hàng, đúng giá, đúng chất lượng, luôn lựa chọn sản phẩm chất lượng tốt và thứ hai là đến giá cả phù hợp với người tiêu dùng và thứ ba sau bán hàng phục vụ khách hàng tốt hơn. Là siêu thị điện máy chúng tôi là tư vấn hướng dẫn người tiêu dùng biết, hiểu biết về cái quyết định của Chính phủ ngày 15 tháng 3, ngày quyền của người tiêu dùng để mọi người nắm được. Chúng tôi luôn cam kết với khách hàng vì quyền lợi của người tiêu dùng. Để các doanh nghiệp Hưng Yên thực sự vì quyền lợi người tiêu dùng, lãnh đạo Sở Công Thương, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đều thống nhất khẳng định cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền về quyền của người tiêu dùng, gắn bảo vệ quyền của người tiêu dùng với cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và phong trào mỗi người, mỗi nhà chung tay bảo vệ người tiêu dùng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với các loại thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng, chất cấm trong chăn nuôi. Bởi quyền được an toàn là một trong 8 quyền cơ bản của người tiêu dùng. Sáng nay 29 tháng 3, tại sân vận động thành phố Hưng Yên đã diễn ra lễ khai mạc Hội khỏe phù đồng tỉnh lần thứ 9 năm 2016. Đến dự có đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Trần Quốc Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Hội khỏe phù đồng tỉnh và các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội khỏe phù đồng tỉnh, lãnh đạo một số ban ngành của tỉnh, các huyện, thành phố cùng đông đảo các vận động viên tham gia tranh tài. Chủ đề của Hội khỏe phù đồng năm nay là Tuổi trẻ học đường, hội nhập và phát triển. Mở đầu lễ khai mạc là nghi thức rước cờ Tổ quốc, cờ Hội khỏe phù đồng, ảnh Bác và khối Hồng Kỳ. Tiếp đến là màn diễu hành của gần 4.000 vận động viên thuộc 10 phòng giáo dục đào tạo các huyện, thành phố và 27 trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Tại một huyện
Ngọn lửa truyền thống của Hội Khỏe Phù Đồng được các vận động viên học sinh có thành tích xuất sắc về thể thao rước từ nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh với ý nghĩa mong muốn kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng và tinh thần thượng võ của cha ông. Hội Khỏe Phù Đồng nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong thời kỳ hội nhập. Đây là hoạt động thi đấu thể thao học đường quy mô nhất của ngành giáo dục và đào tạo, được tổ chức 4 năm một lần dành cho lứa tuổi học sinh các bậc tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Hội Khỏe Phù Đồng tỉnh lần thứ 9 năm 2016 diễn ra từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 10 tháng 4 với sự tham gia của 1.500 vận động viên thuộc 10 huyện, thành phố trong tỉnh. Các vận động viên tranh tài ở 5 môn thi đấu là điền kinh, cầu lông, bóng đá, bóng bàn và cờ vua. Qua Hội Khỏe Phù Đồng nhằm đánh giá chất lượng giáo dục thể chất trong các nhà trường, qua đó tiếp tục đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại trong học sinh, đồng thời phát hiện những tài năng thể thao để bồi dưỡng tham gia thi đấu tại Hội Khỏe Phù Đồng toàn quốc. Trong không khí tưng bừng của buổi lễ khai mạc, các vận động viên hứa quyết tâm thi đấu với tinh thần cao nhất. Được tham dự giải Hội Khỏe Phù Đồng này, cháu cảm thấy rất là vui. Cháu hứa là sẽ thi đấu với tinh thần cao thượng, trung thực và đoàn kết. Thực ra khỏe phù đồng cháu thấy rất là vui và sung sướng khi lần đầu tiên được tham gia cái hội khỏe to lớn như này ạ. Trong quá trình thi đấu, cháu đem hết khả năng của mình để thi đấu với tinh thần cao nhất ạ. Chúng tôi cố gắng điều hành luật thi đấu chính xác, công bằng, khách quan và trung thực theo đúng quy định của ban tổ chức đề ra để làm sao để đưa cho các em học sinh, vận động viên thi đấu một cách trung thực và công bằng, mang lại cái thành tích cao nhất trong giải Hội Khỏe Phù Đồng lần thứ 9 năm nay. Tại lễ khai mạc đã diễn ra chương trình đồng diễn chống hội của các em trường Đoàn Thị Điểm, huyện Yên Mỹ, đồng diễn aerobic của học sinh trường trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Mỹ Hào, màn võ thuật của các em học sinh huyện Tiên Lữ, đồng diễn thể dục nhịp điệu của các em học sinh trường trung học cơ sở thành phố Hưng Yên, làm nổi bật truyền thống tự hào của quê hương Hưng Yên với tri thức và sức mạnh, quyết tâm mang trí tuệ góp sức xây dựng quê hương đổi mới, vững bước tiến lên trên con đường hội nhập. Mời quý vị và bà con theo dõi mục thông tin cùng nhà nông của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và bà con, hiện nay trà lúa xuân đang bước vào giai đoạn đẻ nhánh đến đẻ nhánh rộ. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn, trong thời gian tới, thời tiết ấm dần, có ngày trời âm u, độ ẩm không khí cao là điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn hại lúa phát sinh gây hại. Để giúp bà con có biện pháp phòng trừ bệnh đạo ôn, mục thông tin cùng nhà nông tuần này, chúng tôi xin chia sẻ với bà con một số kinh nghiệm như sau. Bệnh đạo ôn là một bệnh nguy hiểm, có tốc độ lây lan nhanh do nấm gây ra. Nấm bệnh đạo ôn tồn lưu trong rơm rạ, lúa chết, hạt lúa nhiễm bệnh và một số loài cỏ dại như cỏ lộc vực, đuôi phụng. Bệnh đạo ôn thường hại nặng trên những ruộng lúa xanh tốt, bón phân không cân đối, bón nhiều đạm. Bệnh có thể gây hại ở tất cả các giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây lúa, chia thành 3 dạng là đạo ôn lá, đạo ôn đốt thân và đạo ôn cổ bông. Giai đoạn lúa đẻ nhánh, bệnh thường hại trên lá. Với những giống nhiễm, vết bệnh đầu tiên giống về dầu nhỏ màu xanh tối, dần dần phát triển thành hình thoi, rìa màu nâu đỏ, giữa bạc trắng. Các vết bệnh này có thể liên kết với nhau thành mảng lớn, hình thù không rõ rệt, bị nặng có thể gây cháy lá. Để hạn chế tác hại của bệnh đạo ôn hại lúa, bà con cần áp dụng biện pháp phòng trừ tổng hợp như vệ sinh đồng ruộng, làm sạch cỏ dại, bón cân đối NPK, không bón thừa đạm. Ông Lê Minh Nam, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh chia sẻ với bà con một số biện pháp phòng trừ bệnh đạo ôn cũng như khuyến cáo tới bà con một số loại thuốc trừ bệnh đạo ôn hại lúa đạt hiệu quả cao. Qua kiểm tra đồng ruộng thì hiện tại bệnh đang phát có xu hướng gia tăng nhanh trên một số cái giống nhiễm như là nhóm lúa lép Q5, TBR225 vân vân. Đấy là các cái giống lúa nhiễm bệnh đạo ôn. Để phòng trừ bệnh đạo ôn đạt hiệu quả và kịp thời, Chi cục Bảo vệ Thực vật cũng khuyến cáo khi phát hiện bệnh trên các cái giống nhiễm trong cái điều kiện thời tiết thích hợp thì bà con nông dân phòng trừ kịp thời bằng các cái thuốc đặc hiệu như là Finia, như là Boom, như Boom Gold, như Fujian, Katana. Đây là các cái nhóm thuốc đặc trị đối với bệnh đạo ôn. Ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con nông dân cần thường xuyên thăm đồng, kiểm tra phát hiện bệnh. Khi lúa đã bị nhiễm đạo ôn, cần ngừng ngay các hoạt động bón thúc đạm, luôn duy trì mực nước vừa phải trên ruộng. Đối với các diện tích bị nặng, nên tiến hành ngắt bỏ các lá bị cháy trước khi phun thuốc.
sử dụng một số loại thuốc như Bum, Bum Côn hay Filia 525SE. Đặc biệt Filia 525SE là loại thuốc có tác dụng phòng và trị bệnh đạo ôn mạnh mẽ, đặc trị đạo ôn lá, cổ bông, tính năng lưu dẫn mạnh và tiêu diệt nấm bệnh từ bên trong, hạn chế sự hình thành và phát tán bào tử mới. Lúc đầu thì tôi chưa biết cái thuốc Filia này đâu, nhưng mà tôi phun cái các loại thuốc khác thì tôi thấy nó vẫn nụi, thế là tôi thấy người ta bảo là phun Filia thì tôi quay lại Filia thì tôi thấy hiệu quả. Thì tôi thấy nó không nụi nữa mà thấy nó phát triển, chuyển kéo cái lá lúa xanh lên. Đối với bệnh đạo ôn, nếu kịp thời phát hiện và có quy trình phòng trừ hợp lý, lựa chọn các loại thuốc đặc trị thì có thể đẩy lùi được sự lây lan và bùng phát. Bà con lưu ý tuyệt đối không phun trong điều kiện trời mưa hoặc lá lúa đang ướt. Sau khi phun lần 1, khoảng 4 đến 5 ngày kiểm tra đồng ruộng, nếu vẫn còn vết bệnh thì tiến hành phun lần 2. Nên phun vào sáng sớm hoặc chiều mát để thuốc phát huy tác dụng cao nhất. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình thời sự tối mai, cùng với phản ánh những tin tức sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn tỉnh trong ngày, chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Huyện Phù Cừ các diện tích nuôi trồng thủy sản cho thu khá. Lực lượng dân quân tự vệ huyện Khoái Châu nâng cao chất lượng huấn luyện. Kính mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.